Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trước tin đồn qua Mỹ sinh con, Hương Tràm bất ngờ ôm eo cùng trai nạ khiến Phạm Quỳnh Anh phải tò mò. Xuất hiện rạng rỡ bên cạnh trai nạ, Phạm Quỳnh Anh hóng hỉnh ghẹo Hương Tràm về danh tính của chàng trai bên cạnh. Tạm dừng sự nghiệp ca hát ở Việt Nam để sang Mỹ du học, Hương Tràm khiến nhiều người tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội tại nước nhà. Mặc dù đã không ít lần nhận tin đồn có đại gia chống lưng cũng như qua Mỹ để sinh con, nhưng đến thời điểm hiện tại, giọng ca Em Gái Mưa vẫn khiến nhiều người đặt nghi vấn. Trong bức ảnh mới đây của mình tại Mỹ, Hương Tràm rạng rỡ chia sẻ về cuộc sống nơi xứ người. Tuy nhiên, chàng trai vạm vỡ đang xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ lại khiến nhiều fan hâm mộ thích thú. Thậm chí Phạm Quỳnh Anh cũng phải vào và đặt nghi vấn về danh tính của chàng trai nạ này. Phạm Quỳnh Anh trêu ghẹo cô em gái về chàng trai bên cạnh. Tuy nhiên, quán quân The Voice vẫn không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Chia sẻ như sau: chào mừng một nếp nhăn đầu tiên về với đôi mắt. Ta sẽ cố hiểu mày không phải là hình phạt cho chuỗi thời gian mất ngủ, ám ảnh thì con gái. Mà mày là kỷ niệm đẹp về hành trình tao đã vượt qua, mỗi nụ cười, mọi gian truân biến động và chứng kiến ngày sẽ vượt vũ môn nhé. Các em lép niếc gì còn lại muốn mọc thì phải thông qua chị Nếp cả hoặc chị Tràm nha. Ít ra là báo mộng nhé. Sáng dậy đùng cái hủy trên mặt làm người ta thót cả tim. Đó là nội dung chia sẻ. Khi còn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, không ít lần giọng ca xứ Nghệ đã lên tiếng về căn bệnh trầm cảm và áp lực trong nghề. Chính vì vậy, sau những thành công nhất định, cô đã chọn Mỹ là đất nước để trau dồi kỹ năng thanh nhạc và sống một cuộc sống của một cô gái 24 tuổi. Hương Tràm cho biết khi sang Mỹ, điều đầu tiên cô muốn làm đó là tìm trường học và thi bằng lái xe. Bên cạnh đó, ngoài thời gian học tập, Hương Tràm vẫn cố gắng chạy sâu để có thêm thu nhập trang trải chi phí đắt đỏ tại trời Tây. Hương Tràm chạy sâu tại Mỹ. Trái ngược với phong cách gợi cảm, quyến rũ khi hoạt động showbiz, kể từ ngày sang Mỹ, Hương Tràm nhận nhiều lời khen về phong cách ăn mặc, ưa chuộng những trang phục năng động và make up nhẹ nhàng. Chủ nhân hit Em Gái Mưa đã dần tạm biệt những bảng xếp hạng sao mặc xấu như những ngày mới làm nghề của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.